Hello, hello, xin chào anh chị em nha. Mình là Đức Phạm của Lộ ITV nha. Thì ngày hôm nay mình làm một cái clip cảnh báo anh chị em là mã cổ phiếu DTD nha. Nó sẽ là một cái rủi ro cho người đến sau nha. Tại sao? Thì nếu mà anh chị em thấy cổ phiếu DTD là nó đã tăng hết được 3 tầng giá này. Một tầng giá thứ nhất này, tầng giá thứ hai này, đúng không? Ở đây nền này, đúng không? Tầng giá thứ nhất, tầng giá thứ hai này, đó, nó bắt đầu tăng lên tầng giá thứ hai rồi. Đó thì tính từ nền giá đi lên. Đó thì đối với cái vị trí hiện tại anh chị em có thể thấy là cổ phiếu này là nó tăng đứng từ cái nền giá này nó đi lên đây là cũng phải đây từ cái điểm này đó nó đi lên đây đúng không, là chúng ta thấy là cổ phiếu này nó đã tăng là 120% rồi đúng không. Thì bây giờ nếu mà anh chị em chúng ta mà mua mới ở cái cổ phiếu DTD ở giai đoạn hiện tại này thì với cái vùng giá 28 này thì nó có khả năng là nó sẽ điều chỉnh về lại những cái vùng giá mà cân bằng là khoảng 21.5 đến 22 đấy. Thì nếu mà nó về những vùng này thôi là đơn giản là chúng ta đã phải chịu những cú lỗ là khoảng 44% rồi từ đỉnh đó. Cho nên là mình nói là nếu mà anh chị em mua giai đoạn hiện tại mua được, nhưng mà cái hỗ trợ của nó chúng ta có thể là chúng ta canh cái hỗ trợ là 27.2 đó. Nếu mà mất qua 27.2 chúng ta phải xử lý mạnh tay để tránh trường hợp nó phóng về dưới đây đó. Còn nếu mà cổ phiếu nó đi tiếp thì chúng ta có thể là ăn lãi theo, gọi là ăn lãi theo 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 like thôi. Tại vì giai đoạn này anh chị em để ý, anh chị em thấy là tiền thì nó kiếm rất là khó. Cổ phiếu thì đi lên bằng thang bộ đúng không? Mà xuống thì xuống bằng thang máy đấy. Cho nên là chúng ta thấy là những cổ phiếu mà lên dự đứng như vậy thì khi mà thường là khi mà nó xuống nó sẽ trả lại một cái chữ A đó. Cho nên là nó rất là rủi ro, đặc biệt là cho những anh chị em mà mua 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 đến sau đấy. Thì mình thấy là giai đoạn gần đây là các cái group bắt đầu, là các cái group, là các cái room mà bắt đầu người ta hô hào nhiều cái cổ phiếu này, người ta ghét này, người ta ghét kia xa hơn nữa đó. Thì mình không biết, nhưng mà nếu mà anh chị mua mới thì chúng ta nên 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 nhớ là mình có một cái rủi ro là lỗ 40% đó. Thì nếu mà như góc độ của mình đó, thì mình nghĩ là nếu công ty nó vẫn tốt, công ty nó vẫn như người ta hô hào đó, thì tại sao chúng ta không điều chỉnh về quanh 21, 21.5 hay 22, 21.5 để chúng ta tham gia mua đúng không. Thì nếu mà anh chị mở mua quanh 21.5 thì nó có thuận qua 21.5 thì chúng ta chấp nhận là 21, chúng ta 21 chúng ta cắt, chúng ta lỗ 0.5 giá. Anh chị em mua tại đây mà phóng xuống dưới đây là chúng ta lỗ ít nhất là 7-8 giá rồi anh chị em, thì rất là rủi ro nha anh chị em. Cho nên là mình thấy thì cái giai đoạn này là cái rủi ro nó chúng ta mua ở đây thì cái rủi ro nó đứng về phía bên mình đúng không? Tiền trong túi mình nó là của mình, thì khi mà tiền trong trên tài khoản của anh chị em, anh chị em quyết được muốn mua con nào anh chị em được 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 tự mua đúng không đó. Còn chưa kể nữa là cổ phiếu ở đây nó còn đang mở gap vào đây nữa anh chị em. Đó thì bây giờ anh chị em tưởng tượng mà nó về nó lấp cái gap này là khoảng 17 thôi, mình chịu sao nổi anh chị em đó. Thì bây giờ tiền trong túi anh tiền cái tiền trên tài khoản anh chị em, lúc anh chị em trước khi anh chị em nhấn chữ enter thì anh chị em còn quyết định là chọn cái này mã kia đúng không. Anh chị em đã mua hết cổ phiếu này vào vùng này thì chúng ta xem, chúng ta quyết định giờ cổ phiếu nó có phóng về dưới đây giá 18 thì mình cũng thua, cũng ngồi nhìn thôi đúng không. Thế thì tại sao chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro đó, trong khi đó là công ty thì vẫn thế không, chủ tịch thì vẫn vậy, tiềm năng nếu mà nó có thật sự thì nó điều chỉnh về 18 20 nè, nó hoặc là 21 nè, thì chắc chắn là sẽ có những cái lực cầu mới vào bắt thì cổ phiếu nó sẽ tăng lên đúng không. Thì lúc này chúng ta tham gia sau ở mắc gì mà chúng ta phải mua đuổi làm gì cho nó cái rủi ro nó đứng về phần mình anh chị. Chúng ta có thể là chúng ta ăn ít lại nhưng mà cái an toàn nó cao nha anh chị đó. Chứ còn mà chúng ta thấy người ta nói là định giá cổ phiếu này phải 40 hoặc là 50 gì đó, mà bây giờ cổ phiếu này mới 28 lao vào mua, nhưng mà lỡ thị trường nó không thuận, nó giảm xuống, hoặc là cá mập, anh chị em tưởng tượng đi, cổ phiếu tăng như thế này thì người ta đã bán hay chưa đó. Thanh khoản cổ phiếu khi ở đáy rất thấp này đúng không, đó chứng tỏ là có hiện tượng gom hàng của cá mập, dòng tiền sông thông minh. Nhưng mà khi lên đỉnh thì thanh khoản rất lớn, tức là sao, tức là lên đây là người ta liên tục là người ta bán hàng ra đúng không. Người ta, tại vì khi mà ở đây nè, tức là không có ai quan tâm, cung cầu không có đó, không có ai quan tâm, không ai hô hào gì hết thì cổ phiếu nó không có thanh khoản. Nhưng mà bắt đầu lên đến đỉnh anh chị em thấy thanh khoản lớn không, tức là sao, tức là rất nhiều người lên như này, rất nhiều người quan tâm, nhóm nhóm hô hào, media truyền thông vào vào nói và ca ngợi cổ phiếu này, thì bắt đầu nó mới thu hút được đám đông, và bắt đầu là các cái mục tay to phân phối cổ phiếu này ra cho đám đông đó. Thì họ phân phối ra thì bắt đầu là chúng ta sẽ là những cái người mà nhận cái rủi ro khi cổ phiếu điều chỉnh thôi anh chị em. Ok nha anh chị em, thì cái đó là cái góc nhìn của mình. Còn nếu mà anh chị em mà giao dịch đó, thì chúng ta cũng gọi là chúng ta nghe người ta nói là cổ phiếu này ngon kia, thì chúng ta phải nhớ lại, phải check cái coi cái cổ phiếu đó là nó đang ở vùng giá nào. Nếu vùng giá an toàn chúng ta tham gia, vùng giá không an toàn thì chúng ta không tham gia, chúng ta chờ điều chỉnh hoặc là chúng ta chờ những cái cơ hội mới. Tại vì mình nói rồi, cổ phiếu đó bản thân nó tốt thì khi nó điều chỉnh xong
sẽ có người lao vào mua. Trở lại câu chuyện L14 này, hoặc là cổ phiếu Đức á, anh chị em nhớ những giai đoạn mà cổ phiếu L14 nó 500.000 đúng không, thì người ta nói là cổ phiếu là dễ rách đúng không, phải 1 triệu. Nhưng mà bây giờ cổ phiếu L14 nó về 44.000 đi, tại sao không ai ra người ta mua nữa đúng không, trong khi đó là tiềm năng nó về 1 triệu là vẫn còn đúng không, thì tại vì là bây giờ là lái người ta chê hết rồi anh chị em đó. Cho nên là chúng ta tham gia mua bán cổ phiếu chúng ta cũng phải nên để cho mình một cái biên an toàn nha anh chị em. Còn những cái mà nó rủi ro quá thì chúng ta có thể là chúng ta không ăn, nếu mà nó tăng tiếp thì chúng ta thôi, chúng ta coi như kiểu là chúng ta không ăn, nhưng mà rủi ro của chúng ta bằng không đó. Nhiều khi là không giao dịch thì nó cũng là một cái cách để kiếm tiền nha. Còn nếu mà chúng ta chỉ gọi là cứ sợ mất cơ hội, chúng ta lao vào chúng ta mua xong rồi sau đó gặp những cú chỉnh mà chúng ta lỗ 20-30% hoặc là 100% đó, thì anh chị em cứ tự cân nhắc coi là nó có đáng hay không nha. Ok, chúc mọi người giao dịch thành công với cổ phiếu DTD nha. Nếu mà mọi người trong quá trình mọi người giao dịch cổ phiếu cần người tư vấn, cần người đồng hành, có thể liên hệ với em Đức theo số điện thoại trên màn hình 0931282301, hoặc là mở tài khoản tại chứng khoán SSI đó để tham gia rung tín hiệu tư vấn cổ phiếu của ITB. Rồi cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha, chúc mọi người giao dịch thành công nha. Bye bye nha anh chị em.